สวัสดีครับผมเป็นคนสมสวัสดิ์คุณกันชแนลนะครับทำไมทำไมคุณต้องการบังคับของตัวปีการคอนฟิกเกอร์โอเคกล้องมือโอเคเป็นเลือดสบายเย็น Hi guys, please welcome to channel Anakutthmey. So right now I want to show you how to configure camera and you can remote control your camera by your smartphone. Okay. Chẳng là không chụp này xem khăn rồi video này cứ chồng hai bằng phôn. เอาไปผลเจ็ดทำการคอนฟิกเกอร์เอาไอ้กล้องมาอย่างดำเนินการนั่นเลยตรวจสอบได้โอเคจังเรื่องปิดมือไว้ได้ยังมือเคยได้งี้สรุปได้ยูเซอร์ได้งี้สรุปมือได้เคยยังเบาในเรื่องสอบได้ยังได้เคยได้ธรรมดาก็ได้เรื่องปิดวินในการกล่าวคือยังเตรียมคอนฟิกเกอร์จีจ้าเดียน โอเคจังลำไปมือกล้องมาบานโดยเฉพาะโดยรูปยมหายตีมุ้ยบังโอนเตรียมชอบกล้องมาดันเลยเตะเลยเตะบังโอนนี่คือเอาแต่โดยยมชอบกล้องมาดันเตะยมจังนะโอเคจังบังโอนชอบกล้องมาปีกรมพลได้ที่ตำรางกล้องมาบังโอนโอเคไม่สู้แต่บังโอนมันตำรางกล้องมาดันเตะบังโอนให้ให้ไปต่อมาบังโอน ត្រូវដាក់អ៊ីនធឺណិតត្រូវមានអ៊ីនធឺណិតហ្នឹងណាដែលអ៊ីនធឺណិតនោះគឺក្រុមហ៊ុនអ៊ីនធឺណិតផ្ដល់ IP public ឲ្យយើងមួយអញ្ចឹង IP public ស្អីទៅ IP public IP public គឺ IP ដែលក្រុមហ៊ុនអ៊ីនធឺណិតផ្ដល់ឲ្យយើងដែលយើងអាចប្រើវាជាលក្ខណៈ public บานเวิร์ลไวด์เว็บไอพีหนึ่งโอเคโอเคให้ผู้ต้องมาบังเอิญเตรียมคอนฟิกเกอร์นั่นเลยโมเด็มทีวีลิงก์หรือก็โมเด็มเราเตอร์เซ็นเซอร์ในกรุงไอซ์พีได้ได้บังเอิญโอเคผู้ต้องมาบังเอิญเตรียมคอนฟิกเกอร์ในกบาร์ดีบอว์ยังไอคอนฟิกเกอร์มุนกบาร์ไหนนั่นเลยกบาร์ดีบอว์พีจ้างเกย์คอนฟิกเกอร์นั่นเลยกบาร์ดีบอว์มุน โอเคแต่จำเลยที่ผมฝึกการคอนฟิกเกอร์ในเรื่องกับบาร์ดีบอมมุนเตอร์โอเคจังมุนปนไอเมอร์เลสโก้ยูแคนโก้ทูคอนฟิกเกอร์ออนเฮดดีบอมวิดมีนาพลีส dừng cho các bạn đi bộ mà ở đây click dùng biệt tha menu thấy nè đi tìm tia ơi username by username password đôi computer chứ nữa làm bài cho pra operating system bịa bán chúng ta dừng min username password chứ dừng bài username đó username admin cái password kế thì đã nhầm xong lẹ ca sừng ngắt นี่จะแม่ไปนานเลยบ่มแจ้งฮะเกย์กอดเอาดิตำบ้านเรียนแจ้งแต่งแจ้งบ่มแจ้งเอาหยิบใจก็หยิบใจโอเคดูดวงอินโอเคจังโจ้แล้วนะตีมวยไอ้น้าใจมีตัวสับในอย่างตีมวยยัง อันนี้คือพอมีเรื่องปัจจัยคอนฟิกเรชันยังมือคอนฟิกเรชันดีไหมคอนฟิกเรชันดีเนี่ยจังวีติดตามบุคคลกับบ้านอีกอัวนะจังสำคัญยังรอเปลี่ยนทางเน็ตเวิร์กเน็ตเวิร์กยังรอเปลี่ยนทางเน็ตเวิร์กเน็ตเวิร์กอันนี้ยังมือไอพี
nick IP đây cái sạch sạch được không các bạn đi bộ local IP hỏi xâm khám dương một pin dương bọc IP bên không các bạn đi bộ này đỏ đi chơi đỏ máu gateway cư dương đã ở trời chứ mùi nâng đỏ lúc chơi nhé router bao gateway đó điện em cái đạc khô này điện em ấy cứ trời chứ mùi nâng điện em bao giờ điện em men bao giờ nên nó thì trong trong hôn mỗi miền điện này mua được pì được bây giờ mà rồi phải bốn mà rồi bảy chẳng ấy nè chẳng nhom xong sạch phần năng sân trăm phép mấy các bạn trăm phép trăm phép nhom tuyệt bạn nhưng mà mưa to đến chết cùng chết chiều cả cái điểm trăng mà ông trăng mới tọt rồi mình bị nói cho gây cho chồng chết đấy mà đang tết mà tông và tập đi bằng ôn mưa video cả không phí kênh lời của bà đi qua một ông vốn ai nên từ mơ cả công ty cơ nó lơ modem router của dương vịnh ok ok ta con tên ở kia chứng I want to express you that when you want to log ID you must config three steps. One, step one, you must go to config on config on DVR, head DVR, okay? And two, you must go to config on router, and three, you must config on your smartphone, okay? And first, I have been guide you how to config and my DVR head, and then right now I want to show you how to config on router, okay? But first, when you want to config router. But first, when you want to config on router, you must know that your IP public or not that provide from ISP provider, okay? Chẳng muốn được bố nằm bây bằng phần đăng thả IP đã kết đoàn ai dưỡng public rồi gọi nó cứ dưỡng khi dùng phần cao bình chạy bằng phần hai bình tập máu hai môn phần cao bình chạy nó cứ chúng bài bằng phần ông bóng cho xem đi mà từ mơ IP đã dưỡng trời lọc châu là đi được bao giờ ok IP đã dưỡng trời lục ra nó không router bây giờ nhưng cô trở vào IP config ông bố config chứ ông bố trở cho xe đi mà và IP config chứ nên ông bố mơ default gateway for you when you want to go to config on configuration on your router you please you go to CMD go to run and in Thai CMD okay no IP config sorry go to run sorry go to run and then Thai CMD and then it so command front and then you must type IP config okay and must show on it will be show on IP that you access and so before gateway chứ không bôn
cho rằng nó quay bị thả xiêm đi bị tập mong cho command front mong con quay bị IP config ok nè quay bị thả IP config nó vì nó bằng hai nhà default gateway đại dương vì ai nhà đại dương thưa ca log in cho từ trong router ok group router đúng không mong con thưa thôi chân ok chân mong con thưa ba cái browser mua nó ok chắc nhưng trong bị chạy bằng bồn đá command front này IP config nữa bằng bồn cho xiêm đi cho ran nó vài bị xiêm đi hay bằng bồn vài bị IP config nữa cứ dừng trong mơ thà IP để dừng trong login cho ủng co router rồi co mở đầu đi xả lên ok cứ vì ai nhà đại dừng thôi cả mơ khờ về dừng connect tăng dạ wifi or network cable từ device nữa chẳng vì nó bỏ default gateway tại default gateway nắng vì cứ chỉ spin mới ai giờ ai dừng access cho từ can router nè chẳng bóng ôn vay vay anh nắng á vay IP nắng á vay IP nắng má ok, bắt đầu mà vì tìm tìa dân thuê ca login ok when you type this IP default gateway ok on your browser and then type username and password username my name admin ok when you look like that this you please go to WAN and click on status and go to WAN WAN and then log IP ok this IP is public public or not we go to test it and you can click a browser a tab in a browser and then click network tool chúng bông phôn đảm bảo bị chia ta vì public rồi mình public chúng bông phôn click mở cái status này mà họ chụp bị thao van từ mũi cột click van only it show IP address that provide from ISP okay and then click new tab and then type about new thay website that name network tool and then so like this network tool this website when you enter and run it will be in by IP that we has been connected is default and then click thing and click go it so result like that is it is express that this IP is public but I want to express you that change IP when private yeah when result so like this time out this IP not public okay but when result so different this result and reply it will be refreshed soon but if so like this your IP and this IP are public you can remote camera by your smartphone from each other location in the world okay chẳng bắt đầu máu bông bố đừng thả IP nó public hả chẳng bố đừng configure chẳng một nâng tích nhưng mà bằng hai bông bố tiện tông tình nâng cả configure nên là các bạn đi bộ hoàn chân
chẳng IP local bảo vệ bảo mạng IP local bảo vệ kia mà cái pin bật học bảy đọc chạy mà rồi ok the beginning of it all has been show you how to configure on my head DVR and IP local in head DVR is 192.168.10.100 okay okay but in router TP-Link you must find forwarding and other router company can find the name forwarding only chứ mình thà mình thà bằng phone là pra TP-Link rồi có thành ta từ cái xanh đây cứ bằng phone từ file rồi bị từ file rồi bị thà forwarding rồi có bằng phone từ file rồi bị thà visual server you must find forwarding or visual server and or DM sạch chẳng cùng nó là tên cứ chúng mình tìm mối cư dân configuration trong DM set click on DM set and then default it so like this this ball okay but you must click in the ball okay click in ball and then type IP that we has been config on head DVR okay but I has been config at first my video and one of that okay you has been log time okay 100 okay then click save okay and then click save and click save okay click save but the first step you must click on visual server when you click save on DM set already okay click on visual server okay visual server you must click add new it's simple add new and then you can select one part chân bằng phần nó bây giờ bằng phần tìm mối option tìm mối bằng phần click lên điểm set hết bằng phần chọn bị end bar hết bằng phần VIP VIP đại diện bạn cầm nắm lên body bar chân IP đặc trưng bạn cầm nắm lên body bar cứ vì mà ra cái phần bằng phải chọn đọc chọn rồi chân phần bây giờ năng máu hai bên tâm bằng phần chọn bị thả sale hai chấm lại một tiết thành ba thông đá dân cần định dân dương cũng nói tại điểm rất việc đà rồi tại các bạn đi bỏ khác việc đà thì vì như thế chúng tôi cầm cho họ tiền ok mà việc đà ok chúng tôi là bên cho họ nâng này này thì mày họ nâng cứ họ đại vì anh nhà dân tôi cả remote camera tạm dạ tôi sắp đại dương nhỉ ok tạm dạ tôi sắp đại dương nhỉ ok chúng chúng ta tốt nhưng tôi cảm bằng hành dạng tông tên nâng ấy tức port ok I want to explain you that this option visual server is allow you to set up port ok set up port for port on head DVR that I want to so you that it absolutely this port is very important okay very important for you for your remote camera from your smartphone by the port and IP public okay chẳng port គឺមានសារៈសំខាន់ណាគឺវាអនុញ្ញាតយើងធ្វើការ remote តាមរយៈតាមរយៈទូរស័ព្ទដែរអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើការរីម៉ូតតាមទូរស័ព្ទដែរមានផតមួយសម្រាប់ទូរស័ព្ទដែរហ្នឹងតែផត
80 សម្រាប់ទូរស័ព្ទដៃអញ្ចឹង IP local របស់យើងគឺ 192 គឺ 10 ដែលយើងបាននេះណាដែលយើងបានកំណត់ណាដែលយើងបានកំណត់លើបារីអូហើយបងប្អូនคลิกเซฟคลิกเซฟទៅដោយសារតានេះគឺរែងរបស់គ្នាខ្ញុំបានធ្វើការវិញម្ដងហើយខ្ញុំគ្រាន់តែបង្ហាញបងប្អូន ពី ទៅលើទូរស័ព្ទដៃបងប្អូនម្ដងអញ្ចឹងចូលទៅទូរស័ព្ទដៃបងប្អូនម្ដងអញ្ចឹងខ្ញុំបង្ហាញនៅលើទូរស័ព្ទដៃម្ដងអញ្ចឹងយើងគន្ធ្វីកទី1យើងគន្ធ្វីកនៅលើកបាឌីវ៉ោហើយហើយអូខេបន្ទាប់មកយើងគន្ធ្វីកនៅលើធីវីលីងនៅលើនៅលើរ៉ូទ័រមិនថាធីវីលីងឬក៏ថេនដាឬលីងស៊ីអីទេសំខាន់ យើងមើលតែ option ឬក៏ function វិញ មួយយើងមកហ្វាញ one function forwarding and in forwarding has a visual server you must find visual server and DM set you must set up IP on DM set in the ball and tie your IP local on your head DVR of camera and then you must set up port from your head DVR okay ចឹង បន្តមក បងប្អូន ត្រូវ ស្វែងរក នៅ app forwarding នេះ គឺ វា មាន គ្រប់ modem នៅ គ្រប់ ក្រុមហ៊ុន ទាំង អស់ គឺ មាន ហើយ បងប្អូន ទី 1 បងប្អូន ស្វែងរក DM set មក ចឹង នៅ ពេល ឃើញ ហើយ click វា ហើយ ទៅ enable VIP ដែល យើង បាន set up នៅ ក្នុង local DVR យើង ក្បាល DVR យើង ហើយ បន្តមក បងប្អូន click visual server ដើម្បី ធ្វើការ add port ឧទាហរណ៍ យើង ចង់ remote តាម រយៈ web browser អញ្ចឹង វា មាន port នៅលើ barrier អនុញ្ញាត ឲ្យ យើង set up port ដើម្បី remote តាម រយៈ web browser ហើយ មួយ ទៀត port សម្រាប់ យើង remote តាម រយៈ ទូរស័ព្ទ ដៃ ក្បាល DVR ខ្លះ វា ដាក់ port mobile phone mobile control class វា ដាក់ server port server បណ្ដោយ ហ្នឹង ណា port server port ដែរ ណា ហ្នឹង វា អត់ ដូច គ្នា ឯ ក្បាល DVR តាម សេរី វា តាម version វា ណា តាម mask វា យីហោ វា អូខេ សំខាន់ យើង រอ មើល ពាក្យ ថា port ហ្នឹង អូខេ ហើយ បន្តមក បងប្អូន add port ហ្នឹង មក សំខាន់ port camera ព្រោះ ឯ កុំណង យើង គឺ ចង់ add port remote តាមរយៈ ទូរស័ព្ទ ដៃ sorry port mobile phone port សម្រាប់ ទូរស័ព្ទ ណា អញ្ចឹង បងប្អូន សំខាន់ add port ហ្នឹង មក ហើយ បន្តទៀត បងប្អូន ត្រូវ ទៅ download កម្មវិធី ដែល វា support ជាមួយ នឹង ក្បាល DVR បងប្អូន and first you must go to download program for to remote your DVR head DVR and it support okay, I want to show you example for this software for remote my DVR head, okay? My head DVR, okay? Then first, when you connect camera on your house, you must require camera provider install this software for you. Okay, you can download from app free. Okay, if you use Android, you can go to Play Store. If you use iOS, you can go to App Store and type your model program for remote or for control your camera. You
can it up to buy head DVR, but for me I isn't all my DVR. Okay, this might be my DVR headpad, my head DVR support tip. I 4,500. Okay. It's simple. It has been down when you download it success, and please open. And then you must find device or device. Okay? You must find device. Chẳng xong khán là bây giờ bọn download cầm tì nâng bàn chụp chơi hết bọn bọn bàn cầm tì nâng máu hết bọn bọn trời xoay rồi đi vài biệt thật đi vài chẳng group cầm tì nâng ốc xong khán cứ bọn bọn xoay rồi đi vài nâng này xong mấy mình này thật chỉ cần lại cứ chỉ option mua xong rồi dừng thuê cả bình châu nữ đi mua cứ IP username password and port. OK, chẳng ông bố chơi đi vào đi vài đó u ta ho thà cho nhưng lúc thì cháu chẳng nhưng chơi ad thay máy u ta ra đi thay á nè chẳng nhưng chơi menu adding đi vài chẳng cái lại lấy cứ chmua vì á mà ta nhưng đại chúng ta my house đại chmua rồi còn my house camera tới my camera my cam Mira học tới OK chấn IP đi bông bông là chỗ IP endomain mà phải không bông vài bây giờ mấy IP public bao giờ cứ bông mà đi IP public bao giờ bông cho center cả ba này nữa cho center bông bông cho bị vẹn cứ dò nó mà đặt IP public this option OK the option address IP public. IP public is this my IP. Okay, this my IP because we has been tag it public. Okay, head type. Okay, two 105 and okay, port is simple. It's simple. Username, admin, password is simple. Okay, and then click save. If your information enter correct. It will be when you start it connect so you camera okay but this option I has been that it's simple for you chẳng bong bong nó bị đồng bong bị trâu lý port ý port sẽ rập ở dân remote sẽ rập mobile port sẽ rập mobile 80 á nè cứ port dân bàn ad nè port cái dân add cái like forwarding đó nè forwarding to server nè cứ dân add cho mà nè để ra tại nhóm ưu tiên hoa thế nhóm chân lúc vì cháu vừa config ra đó chân ok port là nhóm dốn chân cái like này ưu tiên hoa ta à lời nó cứ nhóm config trời hỏi chân bốn bạc mà cứ bốn bốn สำคัญคือสำคัญนะดีไวน์นี่เดไวน์ดีไวน์นี่ให้
một chút đi vài nhé chạy ad và dừng ở toàn miền ấy sao mà dừng miền ấy ông còn chạy start review ở cái hông này click start review mà ok anh ấy cứ dừng nó phải là dừng bình bọn miền tâm trái cứ việc cần đặt áo vậy I want to display you that in the end the absolutely when you complete the information on divide it require comment okay first address okay address is IP properly port is port is a mobile port that we has been configured on a router okay this port also had DVR or camera username or password also had DVR camera but this port we has been configured and add port to okay and add port to visual server okay chẳng video này cứ trở bàn đã tìm mình chọn chẳng chung kết tạp bằng phố nộp đây mơ video này hát bằng phố ai thôi cả config camera đại luôn này okay chung xin bằng phố chọn ai thôi cả comment xua khiêm khai crowd bán khiêm thôi cả xe nhẹ đăng khiêm tích túi chung bằng phố khiêm mình xây chạy với bằng màn thế tại tạm cả phơ còn lo một mình chạy tích tích chất nhưng chạy bà hai bằng phố tích tích chất ok chẳng xong ở công rạp cả tôi sẽ nào bằng video rồi bọc nhóm chẳng bằng phố xong trình like subscribe share video bọc nhóm đăng bay ban video update to thì ok thank you very much please like subscribe and share if you want to find more my video update ok thank you goodbye.